Xin chào anh em, hôm nay thì mình sẽ trên tay một cái Oppo A5 2020 phiên bản RAM 3GB và bộ nhớ trong 64GB. Thì máy này đã được bán tại điện thoại siêu rẻ.com với mức giá là 3.390.000 đồng. Máy này thì sẽ được bảo hành chính hãng 12 tháng nha anh em. Cùng xem qua một chút xíu về cách đóng hộp của máy nha. Thì cách đóng hộp này rất là thuần về Oppo nha. Phía sau hộp thì chúng ta sẽ thấy có một số các cái tính năng nổi bật của máy này, cũng như các cái thông tin về email này, về các phụ kiện đi kèm bên trong hộp là gì nha. Máy thì sở hữu màn hình 6.5 inch HD Plus và tấm nền mà Oppo sử dụng là TFT LCD có tỷ lệ là 20:9 và chiếm 89% ở mặt trước. Và màn hình giọt nước nha, tuy nhiên mình thấy cái viền ở phía dưới thì nó cũng khá là dày. Máy thì chỉ sử dụng cái kính là Corning Gorilla Glass thế hệ thứ 3 mà thôi, một cái tấm kính cũng khá là cũ rồi. Về các bạn thì mình thấy màu sắc ổn, tuy nhiên nếu mà nhìn kỹ thì màn hình sẽ hơi rỗ một chút xíu. Nhờ có công nghệ điều chỉnh pixel động thì bạn có thể dễ dàng đọc được cái màn hình này ở dưới ánh nắng gắt. Và Oppo thì đã khắc phục được cái điểm yếu này của màn hình TFT. Máy thì chạy Android 9 trên nền ColorOS 6 và máy thì có phần cứng khá mạnh với chip Snapdragon 665 đi kèm với GPU Adreno 610. RAM 3GB và bộ nhớ trong 64GB thì mình nghĩ chắc chắn phần cứng này sẽ cân được hết các game ở trên CH Play nha. Về camera selfie của máy thì có độ phân giải là 8MP với khẩu độ là f2.0, kích thước của cảm biến là 1/4 inch và kích thước điểm ảnh là 1.12 ultramet. Kết hợp với công nghệ AI thì máy sẽ cho ra được những bức hình selfie rất là tuyệt vời. Máy thì được trang bị camera chính 12MP với khẩu độ f1.8 sẽ giúp chụp đêm tốt hơn. Và camera góc rộng 8MP có độ mở 119 độ sẽ giúp bạn lưu lại những khung cảnh rộng lớn hơn. Ngoài ra thì phía sau chúng ta sẽ có hai camera 2MP, một cái để đo chiều sâu và một cái sẽ là camera dạng đơn sắc. Máy thì có trang bị chống rung điện tử EIS nên là nó sẽ giúp cho các cái thước phim của bạn sẽ trở nên mượt mà hơn rất là nhiều. Và phía sau thì chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay một chạm rất là nhạy ở đây. Tuy đây chỉ là một chiếc máy có giá hơn 3 triệu đồng nhưng mà Oppo thì vẫn rất là ưu ái khi trang bị công nghệ loa kép Dolby Atmos cho máy. Âm lượng thì rất là lớn và trải nghiệm giải trí và chơi game thì theo mình sẽ cực kỳ tốt. Tốt hơn rất là nhiều so với những cái máy mà chỉ có một loa. Tức là máy này sẽ có hai loa kép nha, là loa ở dưới đáy và cái loa thoại cũng sẽ đóng vai trò như một cái loa để phát ra âm thanh khi mà chúng ta mở nhạc hay là xem phim. Tuy nhiên thì cái độ phân giải của màn hình chỉ ở HD Plus nên là cái video mà mình xem từ YouTube á, thì mắc độ phân giải cũng chỉ là 720p thôi nha anh em. Ở cạnh dưới thì chúng ta sẽ có các cổng kết nối bao gồm là loa ngoài này, mic jack 3.5 và cổng Type-C. Máy thì có viên pin lên tới là 5000mAh và nó sẽ trang bị cho mình cái khả năng sạc ngược cho các thiết bị khác qua cổng OTG nha. Tức khi các bạn sử dụng cáp OTG thì mình sẽ có thể dùng cái thiết bị này như một cái cục sạc dự phòng được. Bên phía cạnh trái thì chúng ta sẽ có khay SIM và phím tăng giảm âm lượng. Máy thì sẽ sử dụng hai SIM nano và một khe cắm thẻ nhớ SD. Và thẻ nhớ SD của máy thì hỗ trợ lên tới tối đa là 256GB nha anh em. Đây là một cái con số rất là ấn tượng để mà mình có thể lưu trữ được video hay là hình ảnh. Và phía cạnh còn lại, tức là cạnh phải của máy thì chúng ta sẽ chỉ có duy nhất một cái phím nguồn đấy thôi. Đây vừa là loa thoại vừa là loa ngoài, hiếm thấy điện thoại giá rẻ nào mà lại có loa kép như vậy lắm. Oppo thì thực sự đã làm mình rất ấn tượng trên cái dòng sản phẩm này. Toàn bộ sản phẩm thì được làm bằng nhựa plastic và cho cái cảm giác cầm tay rất là tốt nha. Máy thì khá là đầm. Tuy nhiên thì cái phiên bản mình đang có đây là màu đen bóng và nó dễ bám vân tay, nhìn trông khá là dơ. Lưng thì nó cong nhẹ 2.5D nên là giúp mình cảm giác là cầm nó không có quá to và dày, mặc dù trọng lượng của máy lên đến 195g. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là trong hộp máy sẽ bao gồm những gì nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có ốp đựng nhựa trong này, cây lấy SIM và một số sách hướng dẫn sử dụng, cũng như là sách hướng dẫn về bảo hành. Trong này thì chúng ta sẽ có một cục adapter 5V 2A. Khá đáng tiếc là cái máy này lại không có trang bị sạc nhanh, mặc dù là nó có viên pin lên tới 5000mAh lận. Đây là cọng cáp Type-C nha, thông thường và màu trắng, dài khoảng 1m. Và cũng như thông lệ thì những cái dòng sản phẩm của Oppo giá rẻ thì nó sẽ không có bao gồm tai nghe.
Trên đây thì là toàn bộ phụ kiện của máy. Nhìn chung thì với cái số phụ kiện như vậy thì mình cũng thấy là khá đủ cho người tiêu dùng rồi. Ngoài ra thì máy còn đã được dán sẵn màn hình rồi, mua về là xài liền nha. Vậy thì anh em thấy sao về sản phẩm này thì vui lòng để lại comment ở phía dưới nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.